Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan và xem cây tại triển lãm sinh vật cảnh Ninh Bình, tổ chức tại trung tâm hội nghị của tỉnh Ninh Bình. Và đây là một tác phẩm cũng rất là đặc biệt, tác phẩm có tên là Thành Đồng Tổ Quốc. Hiện nay chủ sở hữu là anh Dương Văn Mười. Quý vị và các bạn chiêm ngưỡng tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc từ xa nhé. Một tác phẩm rất là đẹp và cũng rất có giá trị về mặt thời gian. Cây này rất là già rồi. Bác xem thông tin về số điện thoại của anh Mười nhé. Một cây xanh Nam Điền được anh Mười sở hữu và tạo tác nó trong nhiều năm. Bây giờ nó đã hoàn thiện và cũng là một cây rất là mịn với bông tán. Chân đế cũng được làm rất là đẹp. Và theo thông tin gần đây từ nhà vườn Toàn Thu thì nhà vườn Toàn Thu có ý định mua cây xanh này của anh Mười. Tuy nhiên thì cái cuộc giao dịch đó chưa thành công. Bác xem chiều khác của cây xanh Nam Điền này nhé. Cái này nhìn là chiều nào đẹp. Và sau khi giao dịch cây xanh này không thành công thì nhà vườn Toàn Thu đã mua được cây xanh của anh Chí. Một cây xanh dáng làng cũng rất là đẹp. Và theo thông tin thì cây xanh nhà vườn Toàn Thu sở hữu đó là tác phẩm Thụ Lâm Bổng Thạch có giá là 25 tỷ. Đấy. Trả tới 1,5 triệu rồi. Mua cây này không thành công thì về mua được. Đúng rồi, mua cây này không thành công thì mới về mua cây xanh của anh Minh Chí. Lúc trước là nói 2 triệu. Khoảng 35 tỷ. Trước là nói 2 triệu, thì ông xuống giả 1,5 triệu. Đã giả tới 1,5 triệu rồi. Bán nữa mà giờ nên mua. Một cây xanh Nam Điền rất là quý. Mà có lẽ là anh Mười cũng muốn giữ lại nó. Thế còn cái giá trị đất rẻ nào chúng ta không bàn đến. Vì nó là cái giá trị nghệ thuật, nó có giá trị về mặt thời gian rất là lâu đời. Không mất thiền chứ ngắm phải đó. Cây đây là anh Mười, chủ nhân của tác phẩm Thành Đồng Tổ Quốc. Anh Mười sẽ chia sẻ một chút về cái tác phẩm mà anh cũng tạo tác nó trong nhiều năm. Tác phẩm này là một trong những phần tác phẩm mình rất tâm huyết. Nên là mình trong cái thời gian mình tạo tác đó, trong cái thời gian thì cũng nhiều cái điểm mà anh em yêu quý nó phải chinh phục nó phải từng lúc. Thời gian anh em yêu cây mà cứ yêu và đam mê đi là sẽ thành công hết rồi. Có lẽ là lúc anh nhập cây này về thì nó cũng là một cái cây phôi cũng bình thường anh nhỉ. Bông tán có gì chưa anh? Chưa. Như vậy là toàn bộ bông tán là đều do anh vẽ ra rất là nhiều năm nay. Và có khi lúc đó anh cũng chưa nghĩ là nó lại có giá trị cao như bây giờ nhỉ. Chỉ có đam mê và gắn bó nó thôi. Thì đến bây giờ thì nó đã thành công và ra một tác phẩm cũng được rất nhiều người yêu quý nó. Kỳ công lắm đấy anh em ạ. Khi nhập cái này về là cái này nó như cái thân này này. Thẳng lên. Chỗ này bị quánh xuống này. Quánh cũng xuống, có một chút xuống. Phẫu đây. Hiền viết rồi anh nhỉ. Cũng nhìn kỹ phát hiện. Phẫu gì phát đặc đấy. Đây chỗ này tháo này. Tháo cái này. Nói chung về chi tiết là tương đối, tương là mình tâm huyết. Cũng phải có những cái tác động nhưng là rất là hợp lý anh nhỉ.
bác xem nhé, đây anh Mười chia sẻ biết này. Cây này độ tuổi của nó thì khỏi nói rồi, cực kỳ già luôn. Già lắm. Xanh Nam Điền. 125. Và kể cả những cái rễ này thì anh cũng phải có tác động thì nó mới mọc ra những cái móng này. Cứ để tự nhiên làm sao nó ra những cái móng như này được. Chỉ hiểu nhiều đấy. Chuyện ra đây là cắt này, đến đây cắt này, đấy. Cắt thì nó mới ra đây. Cắt nó mới ra này. Cắt chật như là chỗ này đẹp, nó nhô lên những cái móng rồng này đấy. Đấy, còn có đoạn quá trước đẹp luôn. Tháo ra luôn. Anh Mười em hỏi là cái tiểu sử với cây lúc phôi nó như lúc anh về đây thì nó như thế nào? Nó chỉ đến đây thôi. À, nó cây cổ. Tất cả những cái cút nó một cái cổ. Vâng. Và tất cả cái tay này là anh cảm thấy. Thế những cái dàn cành đấy thì khoảng bao nhiêu năm anh? Đến năm nay thì nó sang năm thứ 12 năm. 12 năm. Mấy anh em 12 năm. Tức là 12 năm cùng để với con lão hoàn thiện không? Tiền đạo thì sau con tiền đạo khoảng 2 năm, 2 đến 3 năm. À. Tiền lão làm trước. Tiền lão làm trước, hay làm sau. À, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Mười nhé. Các bác anh em xem thêm một số cây tầm trung nhé. Kể cả những cây nhỏ và cây tầm trung mang đến triển lãm đợt này thì đều là những cây cực kỳ chất lượng. Đây là một cây xanh này, xanh Nam Điền, cũng là một cây đẳng cấp đây. Bác xem mà từ xa cái xanh Nam Điền này nhé. Cây xanh Nam Điền này có bộ bệ rất là đẹp này, hầm hố. Số điện thoại của chủ nhân này. Quá đã với những cây xanh như này. Bác xem tiếp một cây xanh nhé. Đây cũng là một cây xanh Nam Điền, một tác phẩm cũng khá là quen thuộc. Xanh Nam Điền Kỳ Đá. Cây này của chủ nhân là Bùi Thanh Sơn, tác phẩm có tên là Tể Tướng Lưu Gù. Có lẽ anh Sơn là chủ mới của tác phẩm xanh này. Cây này trước đây giao dịch ở triển lãm Ninh Hiệp có giá là 700 triệu. Và bây giờ thì anh Sơn là một chủ mới, không biết cái giá chuyển nhượng chủ mới là bao nhiêu. Các bác xem tiếp nhé. Đây cũng là một cây xanh này. Xanh này cũng là xanh Nam Điền. Xem cái độ già của nó này, u sụn này. Thông tin của chủ cây này. Thằng ơi, ra đường đi. Ra đường xem giao lưu không cây. Bác xem tiếp nhé. Một cây xanh Ký Đá. Và loại đá này là loại đá có rất nhiều ở vùng núi Ninh Bình. Một cái đặc trưng của vùng núi Ninh Bình là rất nhiều cái loại đá như này. Xem thông tin của chủ cây nhé. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ, khách khi đến thăm rời khỏi và trong suốt quá trình xanh ôm đà nữa này. Phải đeo khẩu trang. Tại trường tiểu học
người đưa đón học sinh như cha mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang. Học sinh phải đeo khẩu trang trong khi đi đến trường và khi đưa về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang. Xe mà tiếp một cái xanh. Xanh này cũng là xanh Nam Điền. Khi khách đến thăm rời khỏi và trong xanh Nam Điền Kỳ Đá. Phải đeo khẩu trang. Tại trường trung học xem thông tin ở chủ cái xanh này nhá. Giáo dục tập trung. Học sinh, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường và khi ra về. Số điện thoại cũng rất VIP này. Đuôi là tứ ký 6 đây. Phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm làm việc. Các khi đến thăm rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển. Cái này hiện nay đang ra rất là nhiều quả. Xem hành khách khi đến rời khỏi và quả trong suốt quá trình chờ đợi làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại nhà ga, bến xe. Đây là cây xanh của bác Cường Họa Sĩ này. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao cây này khách hàng bông tán được làm theo lối cô. Thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, chủ nhân là Cường Họa Sĩ. Rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp. Cái này bác Cường trồng ở trong một kia bể đá rất đẹp này. Người mua hàng khi đến rời khỏi và trong lúc mua bán tại cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Xanh Nam Điền. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến rời khỏi và trong các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng. Tất cả những người tham gia khi đến rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang, trừ những người phát biểu, biểu diễn. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ, người quản lý, chân đến, người lao động khi đến rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại đám tang phải đeo khẩu trang. Tại địa điểm tham quan du lịch, bác anh nhìn là từ xa một tác phẩm xanh có tên là Phụ Tử Kế Công Khanh. Khu tâm linh phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang. Xem thông tin của chủ cây xanh này. Như dạp chiếu phim, dạp hát, dạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay. Tất cả những người tham gia khi đến rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện phải đeo khẩu trang. Một cái cây xanh hàng khủng, chân đế tràn cũng gần kín mặt bể. Người quản lý, người lao động khi đến rời khỏi và trong suốt thời gian cây tử cũng được làm đẹp này. Tập trung đông người trong nhà phải đeo khẩu trang. Tại sự kiện tập trung đông người ngoài trời như sự kiện thi đấu thể dục thể thao, âm nhạc. Các bác xem thêm một cây ổi. Cây ổi cũng rất là đẹp. Tên của tác phẩm này là Tỷ Muội Vân Kiều. Chủ nhân là Nguyễn Trọng Thành. Một tác phẩm ổi kích thước lớn. Cũng rất là nghệ thuật. Những cây cảnh có kích thước lớn và có giá trị nghệ thuật cao tại triển lãm Sinh vật cảnh Ninh Bình đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.